chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây. Mình cá chắc là ai đã từng giảm cân hoặc là đang trong quá trình giảm cân thì cũng đã xem qua cái bài tập này rồi. Và không biết là mọi người có thắc mắc là liệu là có thân thánh như là cái title video đấy không? Cái đợt này thì bọn mình đều đang khá là rảnh, đều đang được giãn cách ở nhà, nên là mình nghĩ chúng mình nên cùng nhau challenge, cùng nhau thử thách cái bài tập này. Thực ra là trước tiên mình không nghĩ là nó được lên cơ bụng 1:1, nên là mình đã không quay cái intro từ ban đầu. Và bây giờ sau 14 ngày rồi thì mình mới ngồi xuống đây để quay cái video này. Ok, và cùng mình xem là từ những cái ngày đầu tiên cho đến cái ngày số 14, cái ngày thứ 14 thì cái cơ bụng của mình nó đã thay đổi như nào. Không dài dòng nữa, cùng bắt đầu video của mình thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là ngày đầu tiên. Mình không biết là mình có quay được cho đến tận ngày 14 không, nhưng mà coi như là mình bấm máy quay để cùng mọi người có thêm động lực đi. Trước tiên thì hơi ngại một tí, nhưng mà chắc là mình sẽ cho mọi người xem cái bụng của mình hiện tại. Trước thì mình cũng đã có cơ bụng rồi, nhưng mà dạo này đang ăn uống bớ bẩn quá, kiểu ở nhà giãn cách ấy. Đây. À, bụng mình đã khá là nhiều mỡ thừa này mọi người ơi. Trông chả đã ma lắm. Và mình sẽ đo thử cho mọi người xem là cái bụng mình nó đang bao nhiêu cm nhá. Thì hiện tại cái bụng mình nó đang khoảng là 66,5 mọi người ạ, gần 67 liền. Trước tiên để nói về Chloe Ting thì đây là một fitness youtuber rất là nổi tiếng rồi. Tại vì kênh YouTube của chị cũng phải được đạt đến 20-21 triệu gì đấy người theo dõi cơ. Và kênh của Chloe Ting thì có rất nhiều các cái bài tập khác nhau, từ cardio này, tập HIIT cho đến tập từng phần ở trên cơ thể nữa. Nếu mà mọi người tập thể dục ở nhà thì chắc là mọi người đều không còn xa lạ gì nữa đúng không? Với cái bài tập bụng này thì chỉ có vỏn vẹn 10 phút thôi, khá là ngắn so với các cái bài tập bụng khác. Và mình nghĩ là sẽ phù hợp với rất là nhiều đối tượng ấy. Dù là beginner thì cũng sẽ tập được luôn, vì mình tập thì thấy không bị nặng ấy, với cả cũng không bị khó quá nữa. Chỉ có vài động tác mình nghĩ mọi người nên để ý thêm một chút, như là khi mà plank thì đừng có để mông cong quá lên trời chẳng hạn, hoặc là võng lưng. Hay là khi tập reverse crunch thì đừng có lấy đà để đẩy người lên, mà hãy sử dụng cái cơ bụng của mình ấy. Nói chung là tập phần nào thì mọi người hãy cứ tập trung để nghĩ đến phần đó khi tập thôi, focus vào nó là ok. Kiểu cả tuần trước đấy mình bỏ tập rồi nên là những cái ngày đầu tiên hơi có cảm giác ì ạch một chút xíu, nhưng mà đến khoảng ngày thứ tư là mình thấy cơ thể đã nhẹ nhàng hơn rồi, và mình tập song song với cả các cái bài tập khác nữa. Nếu mà mọi người có để ý thì mọi người sẽ thấy là những cái ngày đầu mình ăn mặc rất là kín mít luôn ấy, tại vì mình sợ hở cái bụng ra trông rõ là kinh ấy, béo dã man. Đến tận những cái ngày cuối của tuần đầu tiên thì mình mới thấy tự tin hơn, kiểu cơ thể nó nhẹ nhàng hơn và mình bắt đầu mặc cái đồ tập bình thường của mình. Thì mình vừa tập xong, đây là ngày thứ 7. Mọi người có thể nhìn cái bụng mình ở đây, nó đã không còn quá là kinh như cái ngày đầu tiên mình cho mọi người xem nữa. Chưa lên được cơ bụng gì đâu, nhưng mà kiểu nhìn nó không bị kinh nữa, nó không bị xố xề ra nữa. Và mình nghĩ là ít nhiều nó cũng sẽ có hiệu quả đấy, nên là cố lên cùng tập thêm một tuần nữa để xem là nó có thực sự lên được cơ bụng 1:1 không. À đây, đây hôm nay mình phải khoe cho mọi người cái dây ben này mọi người ạ. Mấy cái dây ben kháng lực cũ của mình nó bị hơi rã rã rồi ấy, nên là mình mua một cái mới. Hôm nay người ta ship đến và mình kiểu vừa tập một buổi thôi, nhưng phải khoe với mọi người ngay. Tại vì nó quá là đỉnh luôn ấy, mình chưa tập cái em nào mà nó kiểu vào như là cái dây này. Cái cài ở đây này rất là chắc, với cả là có thêm mấy cái nấc ở đây để mọi người cài thêm nữa. Nhưng mà mình thấy là chả cần cài vào nó cũng đã siêu chắc rồi ấy. Với cả em này rất là dày dặn, có gần 100.000 thôi. Nếu mọi người có muốn tham khảo thì mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả, phần description của video nhá. Mình thường hay kiểu làm hết việc buổi chiều rồi xong mới bắt đầu tập, thì bây giờ tập xong cũng đến giờ ăn cơm tối rồi, chắc là mình sẽ ăn cơm tối đây. Hẹn mọi người vào tuần sau.
mình thấy khá hài lòng với cân nặng với cả tỷ lệ mỡ trên cơ thể hiện tại rồi, nên là chỉ tập khoảng 1 đến 2 buổi cardio đầu tuần thôi. Trong tuần thì mình tập thêm, ví dụ như là sau khi tập bụng thì mình tập thêm mông, lưng, bắp tay hay là chân gì đấy, xen kẽ đều đều. Nếu mà mọi người muốn tham khảo thì mọi người có thể xem video Q&A về chuyện giảm cân của mình, hoặc là xuống phần mô tả mình sẽ để link các cái bài tập mình hay tập ở dưới đấy nhá. Ăn uống thì mình ít clean bình thường thôi, mình cũng ít clean lâu rồi và mình cũng có làm video về chuyện ăn uống rồi, mọi người có thể vào kênh mình để xem thêm nha. Sang tuần thứ hai thì mình khá là quen với cái bài tập này của Chloe Ting rồi, có nhiều đoạn còn kiểu nhớ luôn ý. Đánh giá chung là bài này thì nhịp điệu cũng không quá nhanh, không quá chậm, nhưng mà thời gian nghỉ giữa mỗi động tác thì ngắn khoảng 10 giây thôi, có động tác thì chuyển tiếp còn không nghỉ cơ, nên là khá là vào đấy mọi người. Nên là mình nghĩ nếu mà mọi người đang chần chừ thì đừng có chần chừ nữa, bắt đầu luôn từ ngày hôm nay nha. Comment ở bên dưới cho mình biết này, mình luôn ở đây với mọi người trong quá trình giảm cân của mọi người. Như mọi người nhìn thấy ở đây thì mình đã tập đến những cái ngày cuối cùng rồi. Và nhìn trong video thì đã thấy bụng nhỏ hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà không biết là nó có lên được cơ bụng không, hay là cái số đo nó có giảm đi được nhiều không, thì cùng mình xem tiếp đến ngày cuối cùng để đo xem là nó khác như thế nào nhá. Quần mình đang mặc thì nó còn rộng bụng được một tí này mọi người, chứng tỏ là cái số đo bụng của mình thì nó đã giảm đi nữa. Trông khá là ok đúng không? Để mình đo xem là nó sẽ giảm được bao nhiêu cm nhá. Và mình thực ra cũng tập khá là đều trong vòng một vài năm nay rồi, nhưng mà sau khi tập cái bài tập này thì mình nhận thấy bản thân có một cái thói quen nữa rất là tốt, đấy là lúc nào trong ngày kể cả mình không tập thì mình cũng có một cái thói quen là mình thẳng lưng hơn, cũng như là cơ thể mình tự cho mình cái cảm giác là tự cho mình cái phản xạ là mình hơi gồng bụng một chút đi. Và nếu mà mọi người cũng hình thành được cái thói quen như thế giống mình thì rất là tốt luôn. Nếu mà mọi người còn chưa biết đến cái bài tập này thì mọi người phải tập ngay nhá. Như mình quay ở ngày đầu tiên thì bụng mình đến tận gần 66, và cho đến cái ngày cuối cùng mình đo thì bụng mình chỉ có 61 thôi mọi người ạ. Tức là mình đã giảm được khoảng 5cm bụng, và mình đã lên được cái cơ bụng 1:1, mặc dù là không xịn như chị Chloe Ting, nhưng mà mình có lên được cơ bụng 1:1 khá là rõ. Và nhất là vào buổi sáng khi mà mình thức dậy thì bụng mình vẫn còn đang hơi đói và nhìn trông nó siêu đẹp luôn ý. Cái bài tập này thực sự là đã có tác dụng, nên là tranh thủ cái thời gian này bọn mình vẫn đang trong cái khoảng thời gian giãn cách xã hội và ở trong nhà rất là nhiều như này, chỉ cần mỗi ngày tập 15-20 phút như thế thôi là ủa thấy ngay kết quả luôn ý. Bởi vì mình làm được nên là mình nghĩ mọi người cũng làm được. Mong cái video này sẽ mang đến cho mọi người một chút động lực nào đấy để có thể tập tành trông cho nó xịn sò, cho nó ngon nghẻ hơn trong cái mùa dịch này. Và cái câu mình luôn nghĩ trong đầu là no pain no gain, mỗi ngày cố gắng một chút xíu thôi rồi bọn mình sẽ có ngay thành quả. Nếu mà mọi người cũng làm cái challenge này với mình, cũng tập bụng mỗi ngày bắt đầu từ ngày hôm nay theo cái bài tập này, thì comment ở bên dưới để theo dõi cái kết quả của mình nhé. Mình thấy là trong những cái video giảm cân trước thì các bạn có comment ở bên dưới khá là nhiều, kiểu show kết quả cho nhau ấy, rất là vui, rất là rôm rả và kiểu có thêm động lực cùng với nhau tập tành ấy. Mình mong là mọi người vẫn cứ phát huy như thế nhá. Hẹn mọi người trong một cái video lần sau. Bye bye. Nhớ subscribe kênh mình nhá.